Điểm nóng thế giới trong 24 giờ qua Tổn thất nặng nề, Nga có thể thành lập tập đoàn quân mới để triển khai ở Ukraine Ukraine muốn trang bị tổ hợp tác chiến điện tử cho từng chiến hào Dàn UAV Ukraine OAK lao vào tấn công căn cứ quân sự Nga ở vùng Benkorod lực lượng Ukraine ồ tiến vào trung tâm Volchansk, Nga bị dồn vào thế đường cùng. Các tin tức thế giới đáng chú ý khác Mỹ đăng video bắn nổ loạt mục tiêu hao thi Đoàn tấn công kinh hoàng của Israel khiến 10 người thân của thủ lĩnh Hamas thiệt mạng Cử tri Mỹ thích cách tiếp cận của ông Trump về kinh tế Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết vâng kính thưa quý vị viện nghiên cứu chiến tranh isw có trụ sở tại mỹ đưa tin nga có thể đã thành lập một tập đoàn quân vũ trang tổng hợp mới để triển khai ở ukraine báo cáo của isw có đoạn Quân đội nga đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm việc thành lập một số đơn vị vũ trang tổng hợp, cấp tập đoàn quân mới và việc các nguồn tin Ukraine đề cập đến tập đoàn quân 51 có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy nga đã thành lập một tập đoàn quân vũ trang tổng hợp mới để triển khai ở Ukraine. Các nhà phân tích quân sự của ISW lưu ý rằng đại diện của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov, ông Yuri Popker, cho biết. Quân đội Nga có ý định điều lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 thuộc tập đoàn quân 51 đến hướng Kharkov. Ông tuyên bố rằng quân đội Nga đã chuyển các đơn vị từ khu vực Kherson từ các hướng khác đến mặt trận Kharkov. Đại diện của nhóm tác chiến chiến lược Khotisa, trung tá Naza Voloshin cũng cho biết Quân đội Nga có ý định chuyển lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155, hàm đội Thái Bình Dương và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 của tập đoàn quân nói trên tới Kharkov nhằm bù đắp tổn thất nặng nề. ISW gần đây nhận được báo cáo rằng quân đội Nga đã điều động các đơn vị của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 trước đây thuộc quân đoàn 1, dân quân Donetsk từ phía tây tây nam nhét tới Kharkov, nhưng không ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về tập đoàn quân mới thành lập của Nga. ISW lưu ý rằng lực lượng Moscow có thể đã biên chế lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 cho tập đoàn quân 51 một đơn vị giàu truyền thống từ Thế chiến thứ hai mới được hồi sinh. Ukraine muốn trang bị tổ hợp tác chiến điện tử cho từng chiến hào. Thưa quý vị, quan chức Ukraine cho biết nước này sẽ tăng sản xuất thiết bị tác chiến điện tử để chuyển tới từng chiến hào, giúp binh sĩ đối phó quân của Nga, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov vào ngày 24 tháng 6 cho biết. Chúng tôi đang phát triển các hệ thống tác chiến điện tử, giống như cách làm đối với phương tiện bay không người lái drone, đó là mở rộng sản xuất trong nước. Theo ông Fedorov, Ukraine đang xác định nhu cầu, khả năng và thách thức về mặt sản xuất, tạo điều kiện cho các công ty tư nhân tham gia chế tạo hệ thống tác chiến điện tử, đồng thời khẳng định điều này đã mang lại kết quả. Theo ông Fedorov, Ukraine đang xác định nhu cầu, khả năng và thách thức về mặt sản xuất, tạo điều kiện cho các công ty tư nhân tham gia chế tạo hệ thống tác chiến điện tử, đồng thời khẳng định điều này đã mang lại kết quả. Ông Fedorov cho biết Chúng tôi cần các hệ thống tác chiến điện tử để thực hiện nhiệm vụ chiến lược, đồng thời có nhu cầu rất lớn đối với thiết bị tầm gần. Nói cách khác, mỗi chiến hào đều cần tổ hợp tác chiến điện tử. Ukraine đã mua khoảng 2.000 tổ hợp tác chiến điện tử tầm gần vào đầu năm nay. Các hệ thống này được đánh giá rất hữu ích để đối phó với The Drone, đặc biệt là những phương tiện cỡ nhỏ chuyên làm nhiệm vụ trinh sát và tấn công đang phổ biến trên chiến trường. Các tổ hợp tác chiến điện tử có thể can thiệp vào hệ thống liên lạc của đối phương, làm trịch hướng vũ khí dẫn đường, gây gián đoạn liên kết giữa thiết bị mặt đất và vệ tinh hoặc giữa The drone với người điều khiển. Cả nga và ukraine đều sử dụng drone góc nhìn thứ nhất FPV với giá rẻ để tấn công công sự chiến hào và trang thiết bị quân sự của đối phương. Theo Fedorov, các bên phát triển liên tục phải chỉnh sửa drone để phù hợp với điều kiện tác chiến điện tử trên thực địa và tìm cách vận hành loại phương tiện này sao cho hiệu quả hơn, theo Business Insider và Reuters. Dàn UAV Ukraine-OAC lao vào tấn công căn cứ quân sự Nga ở vùng Belgorod. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 6, ba máy bay không người lái đã tấn công tới một tòa nhà trường học ở vùng Belgorod của Liên bang Nga, nơi quân đội Nga đóng quân. Điều này đã được cơ quan truyền thông Asia của Nga đưa tin Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, một máy bay không người lái Kamikaze đã phát nổ tại một trường học ở làng Mosenoy thuộc quận đô thị Yakovlevsky, cách biên giới với Ukraine 25 km. Hai chiếc khác đã bị đánh chặn khi cách mục tiêu khoảng 1 km. Cơ sở này đã không hoạt động như dự kiến trong một thời gian dài, ông viết. Tại làng Moisenoi, tòa nhà cũ của trường hợp đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ máy bay bay vào. Các nguồn tin nói với các phóng viên rằng do vụ nổ và hỏa hoạn sau đó, một quân nhân đã thiệt mạng và một người khác nữa bị thương. Ngoài ra, thì 200 người đã phải sơ tán khỏi những ngôi nhà gần đó vì có thể bay vào, cháy và có thể phát nổ thêm. Trước đó, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU tuyên bố các đơn vị của họ gần đây đã thành công phá hủy một kho đạn nằm trong địa phận tỉnh Voronezh của Nga. Thông cáo được DIU đăng trên mạng xã hội Facebook vào hôm 25 tháng 6 viết rằng, một kho đạn của quân đội Nga nằm ở huyện Onkovaski, thuộc tỉnh Voronezh đã bị phá hủy và đó là kết quả của các hoạt động tác chiến được thực hiện bởi binh sĩ của cơ quan này. Trang quân sự mil.in.ua của Ukraine sau đó dẫn đoạn video được DIU đăng trên mạng xã hội cho thấy một số người dân sống ở huyện Onkovatsky đã ghi lại hình ảnh đám khói đen lớn bốc lên từ một khu vực không xác định, đồng thời một loạt tiếng nổ lớn liên tiếp cũng được nghe thấy. lực lượng Ukraine ồ ạt tiến vào trung tâm Volchansk, Nga bị dồn vào thế đường cùng. Thưa quý vị, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía Bắc và Đông Bắc Kharkov, trong đó lực lượng vũ trang Ukraine đang dần giành được thế chủ động. Lực lượng phòng vệ Ukraine phản công và tiến vào Volchansk cùng vùng Kharkov. Họ lưu ý rằng cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Ukraine theo dữ liệu địa lý được quan sát dọc theo phố Sobornaya ở trung tâm thành phố tiền tuyến này, bị chia cắt bởi một con đường. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ trong báo cáo mới nhất của họ vào ngày 25 tháng 6 cho biết, đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 25 tháng 6 cho thấy, quân đội Ukraine gần đây đã đạt được những bước tiến nhỏ dọc theo phố Sobona ở trung tâm Volchansk. Lực lượng Ukraine được cho là đã tiến khoảng 200 mét về phía đông vì nghiên cứu ISW ghi nhận kết quả tương tự. Theo thông tin cập nhật từ thực địa như trên thì dường như Ukraine đang cố gắng bảo vệ nhóm binh sĩ Nga ở đây, tình hình đang chuyển biến xấu với lực lượng Moscow. Các nhà phân tích cũng nói thêm rằng vào ngày 25 tháng 6, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Lipsy và Glubokoy. Và như đã biết, những khu định cư này nằm ở phía bắc vùng Kharkov, Ngoài ra, theo viện ISW, liên quan đến người phát ngôn của nhóm Kodisya, Naza Voloshin đã báo cáo rằng quân đội chiếm đóng của Nga đã chuyển một đơn vị từ vùng Kherson tới vùng này. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga có kế hoạch điều động các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 155 và các đơn vị của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 của Tập đoàn Quân 51. Mỹ đăng video bắn nổ loạt mục tiêu Houthi. Thưa quý vị, thủy thủ đoàn nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ chia sẻ các video của các cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen trong 7 tháng làm nhiệm vụ ở Trung Đông. Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Dwight D Eisenhower, còn gọi là ICA, và các tàu hỗ trợ trong nhóm tác chiến cùng tên cuối tuần trước rời Trung Đông sau hơn 7 tháng làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trước các cuộc tập kích của lực lượng Houthi ở Yemen. Ngoài đánh chặn tên lửa diệt hạm, máy bay không người lái UAV và xuồng tự sát của Houthi, nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower còn tham gia chiến dịch tập kích các mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang trên lãnh thổ Yemen. Hôm 25 tháng 6, tài khoản mạng xã hội của nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower đăng video hoạt động của lực lượng này khi còn ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong đó có những hình ảnh chưa từng công bố về các cuộc tập kích vào lực lượng Houthi. Đầu video là cảnh quay từ trên cao, cho thấy tàu sân bay Dwight D. Eisenhower đang di chuyển trên biển. Tiêm kích hàm và trực thăng liên tục cất hạ cánh từ tàu sân bay này, trong khi các thủy thủ đoàn nạp tên lửa cho chiến đấu cơ. Video cũng thể hiện các vụ nổ lớn trên mặt đất, trên biển và trên núi, được cho là những lần lực lượng Mỹ đánh chặn đòn tập kích của Houthi và phá hủy mục tiêu của nhóm trên đất liền. Trước Mỹ thì một số đồng minh như Anh và Pháp cũng từng đăng các video ngắn về giao tranh với Houthi giúp công chúng hiểu rõ hơn về tình hình xung đột tại Biển Đỏ và Vịnh Aden. Nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower đến Trung Đông vào đầu tháng 11 2023, thời điểm Houthi tăng cường các cuộc tập kích vào tàu hàng ở Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với phong trào Hamas ở giải Gaza chống lại chiến dịch của Israel. Đòn tấn công kinh hoàng của Israel khiến 10 người thân của thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Thưa quý vị, quân đội Israel hôm thứ ba tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc không kích xuyên đêm vào nhiều khu vực ở thành phố Gaza khiến cho nhiều người thân của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng, trong đó bao gồm cả em gái ông này trong một tuyên bố quân đội israel cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công vào hai tòa nhà ở trại tị nạn beach và khu phố andarite ở thành phố gaza vì cho rằng chúng được nhóm vũ trang hamas sử dụng vào sáng sớm thứ ba Tuyên bố của quân đội Israel cũng tiết lộ họ đã tấn công các thành viên Hamas có liên quan đến cuộc tấn công vào các địa điểm của Israel ngày 7 tháng 10 và giam giữ các tù nhân Israel ở giải Gaza. Israel khẳng định rằng các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng đạn chính xác và dựa trên hoạt động tình báo. Quân đội Israel không đề cập đến việc các cuộc không kích đã giết chết các thành viên trong gia đình Haniyeh, nhưng Đài phát thanh quân đội Israel cho biết các cuộc không kích đã giết chết nhiều người thân của thủ lĩnh Hamas. Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine ở giải Gaza cho biết cuộc không kích của Israel vào sáng sớm thứ Ba đã giết chết 10 thành viên gia đình của thủ lĩnh Hamas Imai Haniyeh và bao gồm cả em gái của ông. Cơ quan này cũng cho biết các thành viên của họ cho đến nay đã di dời thi thể của 13 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Mahmoud Basan, phát ngôn viên của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Palestine do Hamas điều hành cho biết, cuộc không kích đã nhằm vào ngôi nhà của gia đình ông Hanige ở trại tị nạn al -Shati ở phía bắc giải Gaza. Ông Basan nhấn mạnh, có 10 người tử về đạo do cuộc không kích, trong đó có Yahya Hanige, em gái của người đứng đầu văn phòng chính trị hamas imai haniye ông basan cũng cho biết có một số thi thể có thể vẫn còn nằm dưới đống đổ nát nhưng chúng tôi không có thiết bị cần thiết để đưa họ ra ngoài basan cho biết thêm các đội phòng vệ dân sự đã chuyển các thi thể đến bệnh viện al ali ở thành phố gaza gần đó đồng thời báo cáo một số người bị thương trong vụ tấn công cử tri mỹ thích cách tiếp cận của ông trump về kinh tế thưa quý vị Cuộc thăm dò mới đây của Reuters Ipsos cho thấy các cử tri Mỹ đánh giá ông Donald Trump là ứng cử viên tổng thống sáng giá hơn về khía cạnh kinh tế, nhưng họ lại thích cách tiếp cận của ứng viên Đảng Dân chủ, đương kim tổng thống Joe Biden trong việc bảo vệ nền dân chủ. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos kéo dài 3 ngày, kết thúc vào hôm 24 tháng 6 cho thấy, ở thời điểm chưa đầy 5 tháng trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, cử tri vẫn đang chia rẽ về cách tiếp cận của các ứng cử viên đối với hai vấn đề hàng đầu mà nước Mỹ đang cần phải đối mặt. Khi được hỏi ai trong hai ứng cử viên có các xử lý vấn đề kinh tế tốt hơn, mối quan tâm số một của các cử tri, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 43%, còn tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 37%. Cử tri Mỹ vẫn bị ảnh hưởng bởi giá tiêu dùng tăng nhanh trong nhiều năm, mặc dù lạm phát đã chậm lại đáng kể trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4% trong hơn 2 năm qua ứng viên của đảng Cộng Hòa có lợi thế đáng kể về vấn đề nhập cư với tỷ lệ ủng hộ là 44% so với 31% của đối thủ. Người nhập cư chiếm 13,9% dân số Mỹ vào năm 2022, cao nhất trong hơn một thế kỷ. Ông Trump đã nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử. Về các xung đột ở nước ngoài và vấn đề khủng bố, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 40%, trong khi tỷ lệ của ông Biden là 35% và cuộc thăm dò trước đây của reuters ipsos cho thấy ông biden và ông trump đang ngang nhau trong cuộc đua vào tòa bạch ốc mặc dù một số cuộc thăm dò ở các bang chiến trường cho thấy ông trump dẫn trước trong những tháng gần đây và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mời kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com. Một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.